Ai nói rằng chỉ Real Madrid mới tạo ra được những chiến thắng khó tin tại Champions League khi Barcelona vừa đại thắng Bayern Munich cùng với cú hat-trick không tưởng của Rafinha. Trong khi đó thì nước Anh có một vòng đấu trọn niềm vui ở sân chơi châu lục khi Man City và Liverpool lần lượt ca khúc khải hoàn. Ngoài ra, những chuyển động xung quanh cơn bão chấn thương tại sân Bernabeu hay lời nhắn nhủ mà Jose Mourinho dành cho Manchester United cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Barcelona đại thắng Bayern Munich. Chỉ mất có đúng 56 giây để Rafinha đưa Barcelona vượt lên dẫn trước Bayern Munich trong trận đại chiến. Ngôi sao Nam Mỹ cũng là cầu thủ hay nhất trận khi ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn thành cú hat-trick ấn tượng. Ngoài ra, điểm nhấn của màn đụng độ còn là pha va chạm nảy lửa giữa bộ đôi tiền đạo Robert Lewandowski và Harry Kane. Dù cho cả hai đã cùng ghi bàn, nhưng niềm vui chỉ thuộc về trụ cột của Barcelona khi chiến thắng 4-1 giúp ông lớn xứ đấu bò gia tăng tối đa sự tự tin trước siêu kinh điển. Man City hủy diệt Sparta Praha, Liverpool vượt khó cho RB Leipzig. Ngoài hai chiến thắng thuyết phục của Barca và Real Madrid, thì điểm nhấn tại vòng 3 Champions League còn nằm ở chuyện cả 4 đại diện Premier League đều ca khúc khải hoàn. Với lượt trận đêm qua, Man City đè bẹp Sparta Praha với tỷ số 5-0 trong ngày mà Erling Haaland lập cú đúp, còn Phil Foden, John Stones cùng với Matheus Nunez thay nhau lên tiếng để làm khổ hàng thủ đội bạn. Ở chiều hướng khó khăn hơn thì Liverpool phải đến làm khách trên sân của RB Leipzig. Tuy nhiên, thầy trò Arne Slot vẫn chơi đầy bản lĩnh và có chiến thắng tối thiểu nhờ vào pha lập công của Darwin Nunez. Inter Milan thắng phút cuối, Atletico Madrid gây thất vọng. Ngoài những cuộc đấu vừa nêu, các fan còn rất chú ý đến chuyện Inter Milan phải nhờ đến pha lập công phút 90+3 của Marcus Thuram mới giành được chiến thắng tối thiểu cho Brest. Trong khi đó, Atletico Madrid thua ngược 1-3 trước Lille dù là bên đã mở tỷ số. Ở chiều hướng ảm đạm không kém thì Bayer Leverkusen chỉ kiếm về 1 điểm trước Brest trong ngày mà Florian Wirtz tiếp tục thăng hoa. Rõ ràng thể thức mới của Champions League đang tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ và không loại trừ khả năng một vài cái tên đình đám có thể bật bãi ngay sau vòng bảng. Jose Mourinho không vui khi Manchester United sa sút. Là huấn luyện viên thành công nhất dẫn dắt Manchester United giai đoạn hậu Sir Alex và Jose Mourinho không mấy vui vẻ khi thấy đội bóng cũ sa sút trong thời gian vừa qua. Do vậy, trước màn tái ngộ tại Europa League, người đặc biệt mong quỷ đỏ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại vinh quang. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn cho rằng nếu Man City bị phạt vì 115 cáo buộc tài chính và tước chức vô địch Premier League năm 2018, phần thưởng đó nên được dành lại cho Manchester United cùng với chính chiến lược gia lão làng. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết trong tương lai, còn Mourinho đang tìm cách giúp Fenerbahce quật ngã đội bóng cũ vào đêm nay. Lenny Yoro có thể trở lại ở đại chiến Chelsea. Chưa có trận đấu chính thức nào trong màu áo của Manchester United và tình hình hồi phục của Lenny Yoro khiến các fan vô cùng sốt ruột. Theo kế hoạch của ban huấn luyện Quỷ Đỏ, ngôi sao người Pháp có thể tái xuất ở đại chiến với Chelsea vào ngày 3 tháng 11 nếu đảm bảo yếu tố thể lực. Đây là thử thách thực sự với tài năng 18 tuổi khi mà hàng công của Chelsea chơi khá hay trong thời gian gần đây. Real Madrid thiệt quân trước siêu kinh điển. Chấn thương là từ khóa gây ám ảnh nhất Real Madrid lúc này khi mà danh sách bệnh binh của kền kền trắng vừa có thêm chân chạy cánh Rodrigo và thủ môn Thibaut Courtois. Mọi chuyện còn tai hại hơn khi mà siêu kinh điển sẽ diễn ra sau đây vài ngày và bộ đôi ngôi sao không kịp bình phục để đại chiến Barcelona. Với sự thiếu vắng Rodrigo trên hàng công, huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể đẩy Jude Bellingham lên đá cao hơn so với trận gặp Dortmund ở Champions League. Trong khi đó, Andre Lunin có cơ hội chứng tỏ bản thân ở 3 cuộc đấu với các đối thủ là Barcelona, Valencia và AC Milan. Jude Bellingham thất vọng tại Real Madrid. Mùa giải đã trôi qua được vài tháng, nhưng Jude Bellingham vẫn chưa mở tài khoản bàn thắng tại Real Madrid. Cập nhật trên đối nghịch với vai trò cực kỳ nổi bật của tuyển thủ Tam Sư trong năm đầu tiên cập bến sân Bernabeu. Việc này khiến cho ngôi sao người Anh cảm thấy thất vọng và lo sợ về tầm ảnh hưởng của bản thân tại Los Blancos. Tất nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn liên tục thể hiện sự tin tưởng cậu học trò trong các buổi họp báo và điền tên cựu cầu thủ Dortmund vào đội hình ra sân trong các cuộc đấu quan trọng. Mikel Arteta thách thức Liverpool.
Dù Arsenal vẫn giữ vững thành tích bất bại tại Champions League sau chiến thắng tối thiểu trước Shakhtar Donetsk, nhưng nhiều cổ động viên vẫn tỏ ra lo lắng trước màn trình diễn của pháo thủ. Mọi chuyện còn căng thẳng hơn khi đại diện thành London sắp đụng độ Liverpool ở giải ngoại hạng trong tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi Saliba bị treo giò, còn Saka, Odegaard, Julian Timber cùng với Calafiori chấn thương. Tuy nhiên, ở buổi họp báo vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tỏ ra đầy tự tin về khả năng Arsenal bay cao ở đại chiến The Cup. Cũng phải nhắc lại rằng trong thời gian gần đây, pháo thủ chơi khá tốt trong những trận cầu lớn và người hâm mộ đang đợi chờ khả năng vượt khó của đại diện thành London trong cuộc đụng độ trước mắt. Huấn luyện viên Enzo Maresca nêu lý do không dùng Mudrik. Khó có trường hợp nào khiến huấn luyện viên Enzo Maresca đau đầu khi sử dụng bằng Mikhailo Mudrik khi mà ngôi sao người Ukraine hiếm khi chơi như kỳ vọng của người hâm mộ. Thậm chí là sức ép dành cho chân chạy cánh Đông Âu còn lớn hơn bởi mức giá khổng lồ mà Chelsea từng bỏ ra để chiêu mộ cựu sao Shakhtar Donetsk. Dẫu vậy, với mẫu huấn luyện viên cá tính như là Enzo Maresca thì chỉ những người chơi hay mới được ra sân, và thuyền trưởng Chelsea thừa nhận chuyện gạch tên Mudrik ở đại chiến Liverpool vì lý do liên quan đến chuyên môn. Do đó, nếu tiếp tục phong độ nhạt nhòa trong thời gian tới, ngôi sao 23 tuổi khó được chiến lược gia người Ý trọng dụng và đối diện với nguy cơ bị đẩy đi rất cao trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Rafinha đáp trả hành động kém tinh tế của fan. Là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Barcelona kể từ đầu mùa, nhưng Rafinha lại vướng phải rắc rối không đáng có. Tất cả xuất phát từ hành động kém duyên của một cu lê khi in áo số 11 của ngôi sao Nam Mỹ, nhưng lại để tên của chân chạy cánh Nico Williams. Ai cũng hiểu cổ động viên kia muốn đội chủ sân Camp Nou sớm chiêu mộ nhà vô địch Euro 2024, nhưng hành động trên vẫn khiến cho Rafinha khó chịu. Trao đổi cùng với truyền thông, chân chạy cánh xứ Samba không ngại đáp trả với tuyên bố: "Việc nhìn thấy áo số 11 của tôi có tên Nico Williams trên mạng xã hội là rất thiếu tôn trọng. Đó là một trò đùa vô cùng tệ hại. Chúng ta phải tôn trọng những cầu thủ đang ở đây." Araujo có thể trở lại cuối tháng 11. Dính chấn thương tại Copa America nên Ronald Araujo chưa chơi trận nào cho Barca trong mùa giải năm nay. Theo các dự báo từ bộ phận y tế, ngôi sao Nam Mỹ cần thêm vài tuần nữa để hồi phục và có thể trở lại sau quãng nghỉ FIFA Day tháng 11. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, trụ cột tuyển Uruguay có thể vào sân từ băng ghế dự bị trong cuộc đụng độ Celta Vigo hoặc Brest. Đây là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho huấn luyện viên Hansi Flick trong giai đoạn Barcelona phải đối diện với lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Bayern Munich tự tin giữ chân Joshua Kimmich. Hợp đồng của Joshua Kimmich sẽ hết hạn vào hè năm sau, nhưng Bayern Munich vẫn chưa thuyết phục thành công ngôi sao người Đức ký vào giao kèo mới. Tuy nhiên, hùng xám xứ Bavaria tự tin mục tiêu trên sớm muộn cũng đạt được để biến cầu thủ 29 tuổi thành biểu tượng cho dự án mà đội bóng đang theo đuổi. Cũng phải nhắc lại rằng, Paris Saint-Germain đã không tiếp cận Kimmich mạnh mẽ như dự báo và các đồn đoán cùng với những ông lớn khác cũng không xuất hiện nhiều như mùa giải trước. Do vậy, khả năng Kimmich tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena đang cao hơn viễn cảnh hai bên đường ai nấy đi. Naby Keita tán dương người hâm mộ Liverpool. Từng có nhiều năm chơi bóng cho Liverpool và Naby Keita có mối quan hệ rất tốt với các fan của The Cop. Ngay cả khi không còn cống hiến cho lữ đoàn đỏ, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn nói tốt về các Liverpoolian qua phát biểu: "Người hâm mộ Liverpool đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm, ngay cả ở thời điểm hiện tại hay bất cứ khi nào gặp mặt. Họ vẫn yêu quý tôi nhiều như vậy. Họ là những fan tuyệt vời nhất trên thế giới." Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Vào đêm nay thì cầu trường châu Âu sẽ tiếp tục sôi động nhờ vào các cuộc đấu tại Europa League và người hâm mộ đang chờ đợi nhiều bất ngờ xuất hiện. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều tập thể lớn cùng với các ngôi sao đình đám. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.